Nhân dịp ngày của mẹ, nam diễn viên Ryan Reynolds đã gửi lời chúc mừng đến bà xã Đức Lai ghi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi đang nói những lời tốt đẹp, nam tài tử bất ngờ bẻ lái đúng chất chúa hề khiến dân tình không khỏi bật cười. Anh đăng ảnh selfie cùng bà xã Đức Lai kèm dòng trạng thái: "Không thể nói hết bằng lời, em chính là trái tim và linh hồn trong mỗi khoảnh khắc của gia đình mình. Anh biết ơn mỗi sáng và sự ân cần em dành cho bố con anh. Anh nhìn thấy em trong ánh mắt cả các con, mỗi cái chớp mắt và mỗi khoảnh khắc tổn thương." Đang mùi mẫn, bỗng tài tử Deadpool bẻ lái. Anh không ngờ được việc sex trong phòng tắm tại một sân bay ẩn danh lại dẫn đến điều này. Hay cả việc em thuê thợ săn tiền thưởng trong chương trình Dog Tag Bounty Hunter để tìm anh. Dù sao thì anh cũng may mắn khi được phản chiếu chút ánh sáng mà em soi dọi cho gia đình. Chúc mừng ngày của mẹ, tình yêu của anh. Vợ chồng Ryan Reynolds, Blake Lively quen nhau khi đóng chung phim Green Lantern 2011. Họ kết hôn vào tháng 9 năm 2012 và có chung ba bé gái. James, 6 tuổi, Inez, 4 tuổi và Betty, 1 tuổi. Cặp đôi thường xuyên trêu chọc nhau cực kỳ lầy lội. Lần gần đây nhất là khi họ cùng đi xem một trận đấu bóng chày. Lali đăng ảnh chụp cùng chồng rồi giả vờ như anh là người hâm mộ. Cô viết, tôi rất thích gặp gỡ các fan. Reynolds cũng nổi tiếng thích trêu vợ. Vào dịp sinh nhật của Lali, Reynolds chọn toàn ảnh xấu hoặc ảnh bị cắt mặt để chúc mừng sinh nhật cô. Không chỉ vợ, ba cô con gái cũng thường xuyên trở thành nạn nhân của tài tử Deadpool. Cách đây không lâu, Ryan đã chia sẻ cách trị chứng nghiện thánh ca ăn dặm Baby Shark, đồng thời là nỗi ám ảnh của không ít phụ huynh. Đứa con gái 1 tuổi của tôi bị cuồng bài Baby Shark, con bé nghe cả ngày, hôm nào cũng vậy. Và đây là cách duy nhất để ngăn nó lại. Ông bố 44 tuổi tiết lộ ý định cho con gái xem tờ Salon, bộ phim cá mập ăn thịt người do chính mẹ của cô bé đóng. Nam diễn viên có niềm tin mãnh liệt rằng khi nhìn thấy mẹ bị cá mập trắng tấn công, con gái anh sẽ không nghe Baby Shark nữa. Khán giả không khỏi bật cười khi chứng kiến sự bất lực của Ryan. Tài tử Deadpool cuối cùng cũng phải bó tay với ca khúc gây lú này. Tuy nhiên, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Ryan không thể cho con gái xem bộ phim kinh dị đó được và chỉ có thể cam chịu nghe đi nghe lại ca khúc có đến 162 từ đu mỗi ngày. Trước đó, Ryan khiến mạng xã hội dần dần với câu chuyện đi chơi Disney lên cực hài hước. Như bao cô bé khác, con gái của Ryan cũng cực mê chuột Mickey và muốn được đến công viên Disney lên chơi. Nam tài tử lập tức đưa cả nhà đi. Tuy nhiên, cú twist vẫn còn ở phía sau. Rất cả nhà đến Disney lên chơi vì con gái tôi mê chuột Mickey dữ lắm. Con bé hào hứng vô cùng khi mà tôi đi chơi về rồi kể cho nó nghe. Tôi tất lầy lội của Ryan nhận được tương tác cực khủng từ dân mạng. Ai nấy đều cười lăn cười bò với tính cách lầy lội của chúa hề Deadpool. Tháng 3 vừa qua, vợ chồng Ryan Reynolds đã quyên tặng $1 triệu cho hai tổ chức cứu trợ để giúp đỡ những người dân gặp khó khăn vì COVID-19. COVID-19 đã tác động tàn nhẫn đến người già và những gia đình có thu nhập thấp. Blake và tôi quyên góp $1 triệu chia cho hai tổ chức Feeding America và Food Bank Canada. Nếu bạn có thể, họ cũng rất cần sự giúp đỡ của bạn. Ryan Reynolds viết trên Twitter, anh cũng đính kèm đường link của hai tổ chức trên để mọi người chung tay. Feeding America là mạng lưới ngân hàng thực phẩm trải dài trên khắp nước Mỹ. Food Bank Canada cũng có cách hoạt động tương tự nhưng là ở Canada, quê hương của Ryan Reynolds. Đáp lại sự giúp đỡ của cặp sao, ông Johnny, biệt đại diện Feeding America, nói, chúng tôi vô cùng biết ơn lòng hào phóng của Ryan Reynolds và Bradley. Trẻ em, người già, những gia đình đang phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực và các cá nhân có công việc bị ảnh hưởng trong suốt khoảng thời gian chưa từng có này. Ngoài cặp sao, những ngôi sao khác như Justin Timberlake, Natalie Portman, Ben Affleck, Vanessa Hudgens, chị em siêu mẫu Gigi và Bella Hadid cũng kêu gọi hỗ trợ cho Feeding America qua mạng xã hội.